À, bữa nay tụi con đang làm món gì đó? Wow, wonton. Wonton hả? Đừng đừng có xếp ở trên Nguyễn Thi, mà nói rồi không có xếp ở trên xuống. Mở nó tè tè nó mới đẹp. Rồi, bỏ xuống. Sao dẹp lép vậy? Lúc từ từ thôi. Rồi, được rồi, next one. Next one. Can you stop when the plate is full, Chelsea? Okay. My hand. Con thích ăn món này không? Viễn Thi, con thích ăn món này không? Dạ có. Thích nhiều hay thích ít? Thích nhiều. Thích nhiều. Nhiều là bao nhiêu? Số mấy? 20 chấm. 20 chấm luôn hả? Ừ. 10 0 0 really big number. Không sao hết, rác nữa rửa tay. Rồi, bỏ xuống nào, đủ rồi. This is like a plate full. Mm-hmm. You need two. You need three plates. Nước của mẹ sôi rồi kìa, mẹ đợi đó. Làm tới đi. Your mommy big helper. Nhiều quá rồi Yến Thi, cái đó bớt bớt thịt lại đó, nhiều quá rồi. Too much. There you go, bớt tí lại. Rồi, good job. No, no, bé chét, chét lại chỗ có thịt. Đó, để vài lát nữa. Đó, ok. Con làm vừa vừa thôi, làm nhiều quá nó không có chín được, nó sống ở trong biết không? Thảo Vi giỏi lắm, Yến Thi giỏi lắm. Mẹ làm nhân hết rồi, chỉ cho con làm hoàn thánh thôi. Mai mốt khi mẹ già rồi thì tụi con có làm món này cho mẹ ăn không? Dạ. Dạ. I don't forget if you like rau xào. Mẹ cũng thích rau xào, đúng rồi. Nhưng mà phải đợi con lớn một chút con mới học làm rau xào được. Cái này thì con làm được ít, ít lại nhiều quá rồi Yến Thi. Nhiều quá rồi, that's too much. Yeah, too much. Bóc lại chị. Đó, vậy được rồi đó, nhỏ nhỏ vậy đó. Oopsie. Bà coi chắc bà vui lắm, chắc bà nhớ tụi con lắm có biết không? Yeah. That's a little bit too small. Okay. Rồi nè, con chào bà đi. Chào bà. Chào bà. Chào bà. Chào ông. Chào ông. Okay, bye bye nha. Bye bye. Bye bye. I think I put a little bit too much. Để lấy bớt ra. I don't think so. I'm just